Thưa quý vị, theo thông tin mà chúng tôi vừa mới cập nhật, khoảng 4 giờ 30 phút vào sáng ngày hôm nay, một vụ thảm sát kinh hoàng đã xảy ra tại thôn Tả Ngạo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang, khiến cho 4 người tử vong. Nạn nhân không ai khác lại chính là những người thân và bố ruột của nghi phạm gây án. Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh Tuấn, 32 tuổi. Vào thời điểm trên, Tuấn cầm dao và chém chết bố của mình là ông Phù Láo Tả. Tiếp đó, Tuấn giết cháu ruột là Phù Thị Tuyết. Không dừng lại ở đó, đối tượng Tuấn tiếp tục đi xe máy sang nhà bà Thím, cách đó gần 1 km là bà Tải Lờ Mở, sát hại bà Mở và chém bị thương cháu trai là Phù Láo Sán. Nhận được tin báo, anh Phù Văn Thịnh, 23 tuổi, là dân quân thôn, đến hiện trường thì cũng bị Tuấn đuổi chém. Hiện tại, 4 nạn nhân được xác định là chết tại chỗ, chỉ còn anh Phù Láo Sán đang được cấp cứu tại bệnh viện. Đến thời điểm này, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm Phù Minh Tuấn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án. Được biết, Tuấn có tiền sử bệnh tâm thần. Năm 2015, anh ta từng chém chết con ruột và bị công an bắt giữ. Sau đó, đối tượng được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương Hà Nội và mới trở về địa phương vào tháng 7 vừa qua. Một số người trong thôn cũng cho biết thêm, gia đình anh Tuấn có tiền sử ba đời bị tâm thần. 3 ngày trước khi gây án, đối tượng không ăn uống gì, có biểu hiện nghiến răng ken két, chảy dãi, mắt dại ra, nhưng gia đình thiếu quan tâm nên mới xảy ra vụ thảm sát.